thủy triều được hình thành như thế nào? Trong âm Hán Việt, thủy có nghĩa là nước, còn triều có nghĩa là mực nước cao hoặc thấp. Thủy triều là hiện tượng dâng lên hoặc hạ xuống của mực nước biển theo chu kỳ thời gian, do tác động kết hợp giữa lực hấp dẫn gây ra bởi mặt trăng, mặt trời và sự quay quanh trục của trái đất. Có nhiều yếu tố liên quan đến việc tạo ra thủy triều. Tuy nhiên, trong đoạn phim này, chúng ta chỉ đề cập tới ba yếu tố chính, đó là mặt trời, mặt trăng và trái đất. Cả ba thiên thể khổng lồ này đều có lực hấp dẫn. Thiên thể càng to thì lực hấp dẫn càng lớn. Lực hấp dẫn là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên trong vật lý hiện đại. Ví dụ như lực hấp dẫn của trái đất tác động lên các vật thể có khối lượng và làm chúng rơi xuống mặt đất. Lực hấp dẫn cũng giúp gắn kết các vật chất để hình thành trái đất, mặt trời và các thiên thể khác trong hệ mặt trời. Nếu không có lực hấp dẫn, các vật thể sẽ không thể liên kết với nhau và cuộc sống như chúng ta biết hiện nay sẽ không thể tồn tại. Lực hấp dẫn cũng là lực giữ trái đất và các hành tinh khác ở trên quỹ đạo của chúng quanh mặt trời. Lực hấp dẫn cũng giữ cho mặt trăng trên quỹ đạo quanh trái đất, và nó cũng là một trong những nguyên nhân chính hình thành thủy triều. Chúng ta biết rằng trái đất lớn hơn mặt trăng. Đó là lý do tại sao mặt trăng quay quanh trái đất, nhưng trái đất lại nhỏ hơn mặt trời, nên trái đất quay quanh mặt trời. Điều đó có nghĩa là các thiên thể nhỏ sẽ quay quanh thiên thể lớn hơn, bởi vì thiên thể lớn sẽ tạo ra lực hấp dẫn lên thiên thể nhỏ hơn. Bây giờ, hãy tưởng tượng đây là trái đất và mặt trăng ở ngay trên nó. Cả trái đất và mặt trăng đều sẽ tạo ra lực hấp dẫn và kéo mọi thứ về phía nó. Lực hấp dẫn cũng có tác động tương tự lên nước trong đại dương. Nước là chất lỏng, và chất lỏng thì di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi ngày, trái đất đều tự quay quanh trục của nó một vòng. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ một vị trí nào trên trái đất cũng sẽ có một lần hướng về mặt trăng. Không tính vùng cực, có những tháng không có ban đêm. Vì vậy, nếu nước trên trái đất nằm ở ngay dưới mặt trăng, thì nước sẽ bị lực hấp dẫn của mặt trăng kéo về phía của nó. Kết quả là nó sẽ tạo nên một chỗ phình ra, cái mà chúng ta gọi là thủy triều, hoặc còn được gọi là miền nước lớn thứ nhất. Còn miền nước lớn thứ hai sẽ nằm đối diện với miền nước lớn thứ nhất qua tâm trái đất và do lực ly tâm tạo ra. Điều này xảy ra bởi vì phía bên này cách xa mặt trăng và cần có lực ly tâm để làm đối trọng với lực hấp dẫn do mặt trăng tác động lên trên trái đất ở phía bên kia. Nếu bạn chưa biết thế nào là lực ly tâm, thì hãy tưởng tượng trọng lực như một sợi dây kéo mọi thứ đến trung tâm trái đất, và lực ly tâm là phản lực của lực hướng tâm tác động vào vật đang chuyển động theo một đường cong. Tóm lại, bạn chỉ cần nhớ là sẽ có hai nơi xảy ra thủy triều cao nằm ở hai phía đối diện của trái đất. Một bên là do lực hấp dẫn của mặt trăng gây ra, còn một bên là do lực ly tâm của trái đất gây ra. Còn ở hai bên hông trái đất, tại vị trí vuông góc với mặt trăng, sẽ có thủy triều thấp. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi mặt trăng mới sinh ra lực hấp dẫn thủy triều đối với trái đất, mặt trời cũng sinh ra lực hấp dẫn thủy triều đối với trái đất. Khi trái đất, mặt trăng, mặt trời nằm trên một đường thẳng và mặt trời ở phía sau mặt trăng, khi đó, lực hấp dẫn thủy triều tác động lên trái đất sẽ gồm cả lực hấp dẫn của mặt trăng và lực hấp dẫn của mặt trời. Điều này sẽ tạo ra thủy triều cao hơn nhiều. Khoảng 2 lần mỗi tháng, vào khoảng trăng mới và trăng tròn, có nghĩa là khi mặt trời, mặt trăng và trái đất tạo thành một đường thẳng, thì lực thủy triều mặt trời tăng cường cho lực thủy triều mặt trăng. Khi đó, phạm vi của thủy triều là tối đa, nó được gọi là triều cường, spring tide. Còn khi mặt trăng là thượng huyền hoặc hạ huyền, có nghĩa là mặt trời và mặt trăng vuông góc 90 độ với nhau khi nhìn từ trái đất, thì lực thủy triều của mặt trời sẽ triệt tiêu một phần lực thủy triều của mặt trăng. Tại những thời điểm này trong chu kỳ trăng, phạm vi của thủy triều ở mức tối thiểu, nó được gọi là triều kém hay triều nhược, mid tide. Mỗi ngày, thủy triều lại xuất hiện muộn hơn khoảng 50 phút so với ngày hôm trước. Nguyên nhân là do mặt trăng quay quanh trái đất theo cùng hướng với sự tự quay quanh trục của trái đất. Vì thế, phải mất hơn một ngày, khoảng 24 giờ 50 phút để mặt trăng quay trở lại cùng một vị trí trên bầu trời.
Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.